Nhưng hãy cùng hướng về khu vực Pochinki trước đã, để xem rằng Black Dog có phải là một kẻ gạt giò mà chúng ta sẽ biết trong lượt trận này không. Có knock out vị trí của Jervis. Vâng, tình huống gạt giò đầu tiên đang xảy ra ở đây. Rất khó chịu và bây giờ thì Black Dog đang muốn công luôn. Xong rồi. Bởi pha tiếng SKD không hề có máu và pre-fire chủ động cũng không thể làm gì đến với Volibear. Hy vọng mới được thắp lên một chút thôi, nhưng đến bây giờ Pochinki có thể là mồ chôn dành cho đội hình bên phía team SKD. Kho đang có tình huống check nhà. Boliang pha tiếu này, lượng đồ trên người cũng gọi là đủ chơi đến từ anh chàng này. Nhưng mà đã bị đối phương phát hiện ra và không có tình huống chạy nào cả đến từ Boliang. Metup xử lý đối phương là quá nhanh. Và hết rồi, Pen sẽ phải sinh tồn một mình, đơn lẻ. Quá mông lung, không biết phải làm gì nữa ngoài việc nằm như thế này. Trong khi đó thì Applecat mất điểm trước phía Titan Fight. Vâng, cũng là con mồi Titan Fight của anh hướng tới để cải thiện về điểm của mình ở trên bảng điểm tổng. Trong khi đó thì họ cũng đang để mất người và Made in Thái Lan cũng vậy thôi. Made in Thái Lan, Titan Fight đều mong muốn có mặt ở trong top 8. Titan Fight đã clear xong được người Applecat ở top thứ 16 và vươn lên vị trí thứ 10, đẩy chính người đồng hương của mình xuống ở phía thứ 11, đó là Made in Thái Lan. Khoảng một phút nữa cho vòng bo tiếp theo và New Zealand Esports đang quét viền rất chậm rãi, nhưng một đối thủ đang trực chờ đó là vị trí của Valisai. MacLord có một tiếng bắn và ôi hãy trượt nào, nốc được vị trí của Hà Khai, có đáp trả và đổi trở lại trước thức ngay lập tức. Pháp đến rồi, M249 trên tay và sau đó là bắt luôn vị trí của Ăn Quê. Hà Khai sẽ được cứu thôi, còn Vali Thái họ đang dần buông bỏ cơ hội của mình khi gặp phải đúng một cái đối tượng không hề dễ nhằn một chút nào cả. Tigger bây giờ đẩy lên, có góc để trả nét thật đấy, nhưng hướng tới được vị trí của phía NGE hay không, hay hướng tới chính đồng đội của mình. Vali Thái đang xách một cái vali hướng về phía của Made in Thái Lan. Và hãy đón lấy em đi, Tigger đi đâu? Sau đấy có thể là thêm vị trí của Chopper nữa. Chopper từng là người gánh kèo cho Vali Thái. Và bây giờ thì Chopper khác gì là anh chàng Pain của SGD đâu. Một người duy nhất trong một hình và phải sinh tồn, và thậm chí là dừng xe rồi. Dừng xe rồi đến từ phía của anh chàng Chopper. Hết rồi. Made in Thái Lan trong pha thi đấu này gặp rất nhiều khó khăn nhưng không sao cả. Vali Thái Esports còn khó hơn nữa cơ. Một cái nhà vệ sinh có thể phá được. Hội nhà báo mà gạt là buồn cười lắm đấy. Tôi nghĩ là ngay sau khi hội nhà báo mà gạt được anh chàng cuối cùng của Vali Thái, sẽ có một vài anh em fan của Thái Lan ngó sang kênh của chúng ta. Tăng view, điều này cần thiết mà, tăng view là điều này cần thiết. Nhưng NGE cũng nên cẩn thận, và trong khi đó thì Chí Duy cùng với New Hao Esports vừa gạt đi hoàn toàn cái tên bên Black Dog. Chúng ta đã có cho mình thêm điểm kill rồi. Và chỉ cần có vậy thôi, New Hao Esports đã lên con số đó là 91 điểm. Top 4 đội hình bên phía New Hao. Có thể thấy rằng tầm này New Hao không cần phải lo nữa. Chỉ có đội hình bên phía NGE cứ thế mà băng băng tiến tiếp mà thôi, bởi vì với khu vực nhà của họ nó vẫn đang ở trong vòng bo ở phase thứ tư này. Nhưng họ nên để ý khi một player cuối cùng đằng sau lưng sẽ là vị trí của Pain của SGD. Và trong tiếng vừa rồi thì kết thúc chuyến du ngoạn của đội hình BVT Fnatic Gaming tại vòng loại khu vực châu Á Thái Bình Dương dành cho PGS2. Tuy nhiên nói gì thì nói thì Titan Fight là đội tuyển mà chúng ta không hề mong muốn gặp trước đâu cả. Đội tuyển này có một lối bắn rất là khó chịu, nhưng đây là lượt trận họ đang rất cố gắng cho những số điểm mình kiếm về. Những tình huống táp khiến cho đối phương không thể lên được cái gói cứu trợ. Và phía của Angel Predator buộc phải bỏ lại một người rồi. Alin Bot đang còn một chấm máu và vừa hồi kịp báo cho mình. Trong khi đó thì Evil Patrick đang chờ được cứu lên, nhưng đối phương đã đẩy xe lên rồi. Rositon bị đốc vào vị trí của Nan. Pha xử lý hay của Nan, nhưng ba Tom Pong xuất hiện. AP lại không đủ người ở cái góc này mới đáng tiếc chứ. Và nếu Titan Fight họ không thể bước vào vòng thi đấu final thì có lẽ cũng sẽ là những tin vui dành những đại diện Việt Nam. Cũng sẽ dễ thở hơn rất nhiều, bớt đi một gánh nặng khó lo. Và bây giờ thì với đội hình bên phía team SGD sẽ là vị trí của Pain. Còn với Ark Angel Predator họ không còn ai cả, những điểm kill lại thuộc về bên phía Titan Fight. Và có những phát bắn đến từ phía của Kill Confirm. Không, đó là Đăng Khoa Gaming. Và vâng, Đăng Khoa Gaming cũng có thể sẽ là một kẻ gạt giò. Bởi tầm này Titan Fight outbo và đấy là một góc cực xấu. Đăng Khoa cần có những phát táp chính xác và chỉ cần chờ đợi thôi, không cần phải đẩy lên quá sâu làm gì cả. Bởi Titan Fight mới là đội tuyển cần phải tìm đường vào. Và nếu Đăng Khoa bắt được người của Titan Fight thì đó sẽ điều hết sức tuyệt vời. Bởi nói việc nếu mà gặp Made in Thái Lan thì tôi vẫn thích hơn là việc gặp Titan Fight. Đúng vậy, chúng ta đã có quá nhiều nỗi buồn với các đội hình Titan Fight rồi. Và hay, thì Pháp vừa knock out được một player bên Made in Thái Lan. Và sau đó thì đội hình bên phía team NGE lại đem về cho những điểm kill đến từ vị trí Pháp. Đó là khẩu 1249 chứ dành. Kill confirm chỉ còn lại cho những 3 người thôi. Nhưng trong tiếng Anthropomorph 16 cũng đã dần cuộc chơi và Pháp không còn nữa. Một điểm kill thuộc về đội hình bên phía team Nhật Bản.
Còn trong khi đó thì The Fight đang muốn công lên trong tình huống này, sớm mốc được trả ra, nhưng Đăng Khoa Gaming họ đang muốn cover cho có nhau. Có bắn đẹp. Đây là tiếng có một tiếng stack net đến từ Titan Fight, và liệu rằng có chạy được không đây? Tâm của vị trí Adlai đang có thể nhìn thấy, nhưng không nốc được ai cả. Vinamilk mới là người phải nằm xuống tình huống này. Hay! Tắt tất chứng xác từ vị trí của Cap, vẫn còn cội cho Đăng Khoa Gaming. Khi mà thời điểm này thì Titan Fight họ cũng sẽ rất cóng, mà thậm chí còn để bị knock out nữa, và cội cứu lên là còn bằng con số 0 nữa cơ. Hội nhà báo dừng lại ở top thứ 12, thêm điểm cho Vali Thái. Như vậy là thêm cơ hội cho Vali Thái. Bây giờ thì Long Ca vừa confirm thành công vị trí của Adlai bên phía thì Đăng Khoa Gaming cũng không sao cả. Còn Titan Fight họ gặp khó rồi, họ mất người hey. Trong pha kiểu này, và Titan Fight vẫn có thể quay lại được và đem về cho cái điểm kill của Đăng Khoa Gaming. Họ còn lại 3 người, những 3 người này bắn phải nó rất chiến. Trong khi đó thì phía bên này Đạt Blue nên cẩn thận, bởi vì sau lưng anh ấy đang là Pen của SGD. Đạt Blue không hề biết điều này, Pen đã trốn quá kỹ trong nhà kho. Và đến bao giờ thì Pen lộ diện đây? Pen không thể bị lộ diện nếu như mà không có tiếng check kỹ đến từ các tuyển thủ. Nhưng Pen sẽ phải đi ra. Đó là tình huống nhưng, nhà kho. Nhưng bên này, bên này tình huống quan trọng này. Chopper lộ vị trí ra trước Titan Fight, và lại là thêm điểm cho Titan Fight. Vẫn là một con số 1, và thậm chí Logitech cũng đã nhìn thấy siêu fan rồi. Vâng, gần như là những cái cơ hội Titan Fight nó tự hiện ra trước mắt, và họ tự cầm lấy nó, tự nắm lấy nó thôi. Sao? Biết nói gì đây, cơ hội để gạt được Titan Fight bây giờ gần nhất là vị trí của Tiwao Esports, hoặc với một đội tuyển khác màu đâu tôi đang nhìn chưa ra. Made in Thái Lan, đúng, chính là Made in Thái Lan luôn, nhưng chỉ là một người thôi, nhưng có một pha đổi mạng kìa. Bet 1301 bắt được Bet Red thì bị Hazard bắn sang. Hãy hy vọng về một tình huống có thể cứu lên được nào. Phải nói là khó, Titan Fight bây giờ còn khoảng cách nó là một điểm nữa mà thôi là họ chen vào top 8, nhưng ở phía bên này Kim Vương không còn nữa rồi. Đội tuyển on top với hơn 100 điểm đã không còn nữa, và đội hình bên phía New Hall Esports đang là đội tuyển ở trung tâm vòng bo. Pain đã rời khỏi khu nhà kho và đang sống cộng sinh cùng với đội hình bên NGE. NGE đi đâu thì Pain đi đằng sau đó. Và với cái khoảng cách vào vòng bo trắng như thế này thì tôi nghĩ rằng cũng chỉ đơn giản là cứ thế mà di chuyển vào đến từ vị trí của Pain mà thôi. Trong khi đó thì T706 vừa bắt lại đến từ đội hình bên phía Baron Gaming. Đội tuyển mà đang không có cho mình những cơ hội nữa thì họ đang cố gắng đem về những cái khoảnh khắc cuối cùng tại vòng loại PGS2 lần này. Và vừa nói xong thôi thì Nomuri lại cũng là bắn, nhưng mà phải nói rằng phía bên kia Đạt Blue cũng đã lên tiếng. Lưu Gôn không còn nữa rồi. Còn Hazard đây rồi, họ đang cố gắng bắn đem về cho cái điểm kill thứ 11. Nhưng tạm thời vẫn là chưa có, đây là Titan Fight và cũng không cần nữa rồi. Khi mà đại diện mang tên New Hoy Sword rời cuộc chơi thì thêm điểm hạng, và Titan Fight cứ thế đi lên bên phía team Valley Thái Esports. Đúng, chắc chắn Titan Fight sẽ có mặt trong top 8. Và bây giờ để nói về cơ hội cho SGD hay Made in Thái Lan, với một người để vươn lên bây giờ thì cần nhiều điểm lắm. Không thể. 5 điểm. 5 điểm với một người nó là không thể. Và tạm biệt SGD ở top thứ 6, chúng ta cũng sẽ không phải lo về những cái pha gọi là eco ở trong vòng đấu tiếp theo với SGD nữa. Và như vậy Baron Gaming ra đi top thứ 5, 4 đại diện còn lại lúc này. Và chắc chắn rồi, chúng ta đã nhìn thấy những tấm vé. Made in Thái Lan làm sao để có được top 1 đây? Made in Thái Lan làm sao để có được top 1 đây? Đấy là điều ta sẽ cùng hướng tới. Bởi nếu mà họ có top 1 thì cũng có thể sẽ là một cái cú lội ngược dòng, nhưng chỉ với một con người thôi. Còn bên này thì NG thoải mái và cũng dễ dàng xử lý đối phương. Thì Titan Fight chấp thời cơ bắn sang, và họ cũng đang rất là cháy máy ở trong cái lượt trận thiếu cuối cùng này, đem về cho mình cơ hội. Và sẽ còn khoảng vài giây nữa thôi, và quyết định của Đạt Blue là tự hủy cùng với người đồng đội của mình. Top 3 cho New Generation Esports. Và như vậy thì đội tuyển dẫn đầu vòng loại Việt Nam dành cho New Hall Esports. Đúng vậy, New Hall với 97 điểm, đứng sau đó là NGE với 96 điểm, và đứng sau nữa sẽ là Unicorn Cyber. Đúng. Với con số 89 điểm. Đúng. Nói chung là chúng ta đã có thêm 3 đại diện Việt Nam nữa rồi. Tuyệt vời. Có tổng 6 đại diện Việt Nam ở trong vòng tiểu final. Ôi, 6 đại diện này vừa fit với 6 thứ hạng để đến với cả vòng thi đấu, đó là chính là PGS ở Ả Rập Saudi đấy. Nhưng mà thế tôi tham lam quá. Còn đây, đây chính là Titan Fight, đội tuyển đã rất cố gắng ở trong game phim cuối cùng.